toàn thể hội thi bài hát Vừa Rồi nói lên tình yêu thương của thịt bác dành cho thiếu nhi, cũng như tình yêu thương của thiếu nhi dành cho bác. Bác Hồ dù người đã đi xa nhưng để lại cho thế hệ sau những bài học vô cùng quý giá. Câu chuyện thời gian quý báu lắm nằm trong cuốn truyện Bác Hồ Sống Mãi của nhà xuất bản Kim Đồng, là một trong những cuốn truyện giúp em hiểu rõ hơn về giá trị thời gian. Em Nguyễn Phương Nhi thay mặt cho lớp tập thể lớp 2A xin gửi đến hội thi hôm nay câu chuyện thời gian quý báu lắm, câu chuyện khi Tết được bắt đầu. Cuộc đời tâm huyết của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Bác rất quý trọng thời gian. Nói không bị đứt một chỗ nào. Năm 1945, dạ, nó nói không đứt một chỗ nào luôn. Đứa nào? Đấy. Đây đang chuẩn bị bảo gì? Hả? 45 mở đầu bài nói chuyện tại lễ tốt nghiệp khóa năm trường huấn luyện cán bộ Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh thẳng thắn góp ý trong giấy mời tới đây, nói 8 giờ bắt đầu, bây giờ là 8 giờ 10 phút rồi mà nhiều người vẫn chưa đến. Tôi khuyên anh em phải làm cho giờ vì thời gian quý báu lắm. Cũng về giờ giấc, trong tháng chiến chống Pháp, một đồng chí cấp tướng đến làm việc với bác chậm 15 phút, tất nhiên là có lý do. Mưa to, suối lũ, ngựa không qua được. Bác bảo chú làm tướng mà chậm đi mất 15 phút thì bộ ngựa của chú sẽ hiệp đồng sai bao nhiêu. Hôm nay chú đã chủ quan, không chuẩn bị đủ phương án nên chú không giành được chủ động. Một lần khác, bác và đồng bào phải đợi một đồng chí cán bộ đến để bắt đầu cuộc họp. Bác hỏi, chú đến chậm mấy phút? Thưa bác, 10 phút ạ. Chú tính thế không đúng, 10 phút của chú phải nhân với 500 người đợi ở đây. Năm 1953, bác quyết định đến thăm lớp chỉ huấn của anh em trí thức. Sắp đến giờ lên đường, bóng trời đổ mưa. Các đồng chí làm việc bên cạnh bác đề nghị cho hoãn sang một buổi khác, nhưng bác không đồng ý. Đã hẹn thì bác đến chờ giờ. Vợ trời tạnh thì đến bao giờ? Thả chỉ mình bác và mấy chú nữa chịu ướt còn hơn để cả lớp phải chờ uổng công. Thế là bác lên đường đến thăm lớp chỉnh hoàn đúng lịch trình. Bác hồ quý trực thời gian của mình bao nhiêu thì cũng quý thời gian của người khác bấy nhiêu. Chính vì vậy, chăm sóc cuộc đời bác, không để bất cứ ai phải đợi mình. Sự quý trọng thời gian của bác thực sự là tấm gương sáng để chúng ta học tập. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy quý thời gian của con người là có hạn. Người ta có thể làm lại được một cái nhà, một con đường, nhưng không thể lấy lại được một tích tắc thời gian đã mất đi. Là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt, rèn luyện tốt để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ. Câu chuyện của em đến đây là hết. Một lần nữa, em xin được kính chúc quý vị đại biểu, quý ban giám khảo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc hội thi thành công vượt qua. Chúng ta hãy